Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, 20 tháng 4 năm 2015. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, tôi mới gặp anh. Không lâu, ngày hôm qua chúng ta gặp nhau. Đáng lý ngày hôm qua là không gặp nhau, nhưng mà ngày hôm qua gặp nhau thì hôm nay gặp nữa. Ý Mai Phi Long muốn nói là cái chương trình âm nhạc 30 tháng 4 ngày hôm qua, thưa quý vị, chiều hôm qua chắc quý vị ở khắp nơi đã theo dõi cái chương trình này từ 1 giờ cho đến 7 giờ tối giờ California, có xê xích chút xíu vì lý do kỹ thuật. Nhưng mà không sao, thì nói chung là chương trình rất là tốt. Ban tổ chức của đài cũng đưa ra được một số cái tiêu chí, cái gọi là mục tiêu và cũng đạt được một số phần nào. Đặc biệt ngày hôm qua thì chúng tôi có rất nhiều quý vị cựu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, khoảng 50 vị đến ngay trong đài, trong đó có 25 vị là ngồi trực cái điện thoại để mà khán giả gọi vào để ký thỉnh nguyện thư, còn 25 vị khác thì nghĩa là giúp đỡ những cái chuyện khác và trả lời phỏng vấn trên đài như quý vị coi, quý vị thấy. Ngoài ra chúng tôi cũng có một số ca sĩ của Asia, trung tâm Asia cũng có mặt để mà phụ cho người ta gọi điện thoại vô để ghi danh thỉnh nguyện thư. Rồi anh em đài SBTN có thể nói là hôm qua nhân viên toàn bộ ban kỹ thuật của đài SBTN là không thiếu một ai cả, có đầy đủ, nghĩa là phone gọi là liên tục luôn. Và chương trình ngày hôm qua thì phát hình trực tiếp trên hai đài truyền hình SBTN và đài SCT local. Và hôm qua đặc biệt tôi có dân biểu liên bang Lota Sanchez cũng đến tham dự và phát biểu. Đồng thời trong chương trình cũng có cái phần phát biểu của thượng nghị sĩ John McCain do phóng viên Vũ Nhân thâu trước, cũng như phần phát biểu của dân biểu liên bang Alan Lowenthal phụ trách cái khu vực Little Sài Gòn. Thì phải nói là chương trình ngày hôm qua có ba cái mục đích. Mục đích thứ nhất là kêu gọi mọi người ký thỉnh nguyện thư trong cái dịp này. Ngày hôm qua nếu tôi nhớ không lầm thì như được khoảng 1.500 hôm Mai Phi Long. Không, đó chỉ là một phần của cái tổng kết. Vâng, trong ngày hôm qua một vài tiếng, trong một vài tiếng đầu. Và toàn bộ cái chương trình ngày hôm qua coi như kéo dài từ 1 giờ rưỡi California cho đến gần 8 giờ, cho nên thời gian khá là dài, gần 7 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Và cái chuyện mà như anh Dũng có thưa là chúng tôi phải cảm ơn những người thiện nguyện viên đang ngồi nghe tiếng phone. Và thưa quý vị, chúng tôi đây nhân đây cũng cảm ơn khán giả của SBTN là trong vòng 7 tiếng đồng hồ đó, thưa quý vị, tiếng chuông điện thoại reo mà không bao giờ ngưng, không bao giờ ngưng, thưa quý vị. Đó là cái sự mà chúng tôi rất là cảm kích. Ban giám đốc của đài SPTN sẽ chúc hộp lên vào là được bà con thương quá, cho nên là không có tiếng, không có một phút nào mà tiếng chuông điện thoại chấm dứt. Và cái sự trả lời chúng tôi khi đứng, chúng tôi đứng làm MC thì đằng sau lưng là các thiện nguyện viên làm việc, thì nhiều khi á mình đứng mình vẫn bị chia trí và đột dụng nghe cái tiếng nói chuyện đằng sau. Rồi cái coi như là hôm qua có một số khán giả cũng chúc quý vị là đã may mắn là gọi vào và đã được nói chuyện với MC Diệu Quyên, nói chuyện với ca sĩ Thế Sơn, ca sĩ Lâm Thúy Vân, đại khái một số người celebrity của đài SBTN hay là của trung tâm Asia. Quý vị cũng có may mắn là mà hôm qua tôi cũng kiếm được hai người quen ở tiểu bang khác, họ ngày xưa làm việc với tôi ở Việt Nam, thì họ phát hiện ra tôi trên đài. Xin lỗi quý vị. Và họ đòi nói chuyện với tôi, nó cũng là cái chuyện rất là đặc biệt. Và ngoài cái chuyện thích kỷ niệm thư thì ngày hôm qua cũng có thêm một mục đích nữa là kêu gọi mọi người đóng góp vào cái quỹ bên em đang có ta của đài SPTN. Chúng ta biết cái quỹ này trước đây lập ra để giúp các nhà đấu tranh ở trong nước. Khi mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua đời, nhạc sĩ Hồ lập ra quỹ này. Và bây giờ quỹ này có một cái nhiệm vụ nữa là giúp các cái trẻ em mà bị buôn bán ở bên trẻ em Việt Nam, nó bị buôn bán trong cái nhà thổ ở Cambodia, cũng như giúp cho các cái nhà đấu tranh trong nước. Như Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc Hồ ngày hôm qua đã chia sẻ với quý vị đó, nếu bây giờ đã SPTN mà bỏ tiền ra ngoài thì chịu không nổi, tại vì cái công việc nó càng ngày nó càng lớn. Thì ông kêu gọi là mọi người có đóng góp được mỗi người một ít để mà cho cái công cuộc này trong tương lai, và tất cả những đóng góp đều được miễn trừ thuế. Và tôi biết ngày hôm qua nếu tôi nhớ không lầm được hơn 10.000 đô la, đúng không Long? Lúc mà Diệu Quyên đưa cho tôi nó khoảng 8.000 mấy, và sau đó anh Trường Thắng có cho tôi coi là có một người đóng 1.000 đô, nói là không có nêu danh, thì lúc đó sắp xỉ là tôi nghĩ phải trên 10.000 đô. Thì mong rằng quý vị trong những ngày tới tiếp tục đóng góp cái này. Thì quý vị dễ lắm, quý vị có thể gọi điện thoại vào đài qua số điện thoại là 714-636-1121, 714-636-1121, hoặc là quý vị ký cái check để là bên em đang có ta và gửi về PO Box 127 Grand Rose California 92842. Xin nhắc lại,
đài SBTN Billboard 127 Garo California 92842, và quý vị cứ ghi trong cái check bên em đang có ta thì những khoản này sẽ được miễn trừ thuế. Thì đó là cái mục đích thứ nhì của ngày hôm qua. Và mục đích thứ ba là kêu gọi tất cả chúng ta ngày 29 và 30 này tập trung về Washington DC để có hai cái sự kiện lớn ở đó để chuẩn bị cho cái lễ 30 tháng 4. Thứ nhất là vào lúc là buổi trưa, buổi tối ngày 29, tức là ngày thứ tư. Xin ban kỹ thuật cho coi cái poster lên, coi cái poster. Vào lúc 7 giờ tối đến 11 giờ tối sẽ là đêm canh thức ngay trước tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Sheridan Circle. Đây, thưa quý vị. Rồi ngày hôm sau sẽ có một cuộc biểu tình cũng tại chỗ đó từ lúc 1 giờ đến 4 giờ chiều. Và đến tối thì 8 giờ đến 11 giờ sẽ có một chương trình ca nhạc và lễ truy điệu hát nhạc đấu tranh 30 tháng 4 tại Eden Center, thành phố Fontchurch, tiểu bang Virginia, với thành phần nghệ sĩ như quý vị nhìn trên đây màn hình rất là hùng hậu. Trúc Khổ, Hiệu Quyên, Lâm Thúy Vân, Nguyên Khang, Trịnh Hội, Nam Lộc, Tùy Dương, Thế Sơn, vân 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 vân, rất nhiều chúng tôi không có đọc được hết, nhưng mà đại khái đây là một chương trình rất là đặc sắc. Chúng ta nhớ ngày 29 và 30 tháng 4 kéo về đây để mà chúng ta thưởng thức cái chương trình nhạc này, để mà tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4. Đó là ba cái lời kêu gọi của đài SBN qua cái chương trình ngày hôm qua. Anh Long có muốn nói thêm gì về trong cái chương trình ngày hôm qua? Chúng tôi có một cái chuyện rất là đặc biệt là ngay sau khi chương trình vừa chấm dứt, vâng, phóng viên Vũ Nhân của chúng ta là đã đi đến tất cả những khán giả của đài SBTN thực hiện ngay một cuộc phỏng vấn, xem khán giả suy nghĩ gì về cái chương trình này. Miền liền gọi là miền liền á. Cho nên và anh đã tức tốc là edit ngay trong đêm và gửi đến cho chúng tôi. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phóng sự do phóng viên Vũ Nhân thực hiện, phản ứng của khán giả về chương trình ngày hôm qua. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 4, từ lúc 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, đài truyền hình SBTN đã trực tiếp truyền hình chương trình 40 năm quốc hằng. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ những cảm nghĩ của khán thính giả đài truyền hình SBTN. Tôi từ sáng giờ tôi theo dõi chương trình này, tôi thấy rất là hay. Làm một cái show live như thế này để cho mình những thế hệ trẻ hiểu biết về chế độ Cộng sản như thế nào. Không bao giờ quên những ngày này. 30 tháng 4 vẫn là một dấu ngoặc trong cuộc đời của nhân dân miền Nam. Thưa anh Vũ Nhân, tôi thấy chương trình SBCN nói về là show ngày 30 tháng 4 này rất hay, là để nhắc nhở và cho các em biết rằng tại sao các em đến nước Mỹ và sống tại đây, thành tài tại nước Mỹ là do công ơn của cha mẹ hết sức cực khổ, kẻ thì tù tội, người thì bươn chải để nuôi các em. Do đó, các em phải nghĩ đến cái căn cước tị nạn của các em và các em phải làm sao để lá cờ vàng ba sọc đỏ này sẽ bay trên quê hương chúng ta. Và tôi cũng mong rằng anh Trúc Hồ sẽ thực hiện những cái chương trình thường xuyên. Thưa quý vị, một điều rất là bất ngờ đến với Vũ Nhân trong lúc đi làm phóng sự. Xin được gửi đến quý vị tâm tình sau đây. Em tên là Annie Trương, đang ở Union City. But I work in Fremont, so. Em order online, order cả từng giờ trước rồi. Đúng nha, em nhận được ngày 17 tây. 17 tây đã arrive at my house. I pre-order it. I can't wait to see this. Em có thể cho biết lý do gì em vui mừng khi em có được cái DVD Hành Trình Một Giấc Mơ? Em muốn coi ngày quốc hận của mình ra làm sao. Especially my parents, nhất là ba, là sĩ quan. I'm sure it's a lot of memories, so I mean, I want to see it too. 30 tháng 4 năm 75, Annie chưa có sinh ra đời. Nhưng mà Annie cũng sinh vào năm 75. So, cái năm đó là cái năm má gọi là quốc hận. Cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày quốc hận. Cái ngày mà nhà tan, cửa nát, gia đình ly tan. Thưa quý vị, 40 năm là quãng đường dài. Chúng ta có nhiều quá khứ, nhưng đất nước chỉ có một tương lai. Đó là tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ. Do đó, kính mời quý vị hãy vận động thân nhân, bạn bè ký vào thỉnh nguyện thư và cùng nhau về Washington DC ngày 29 và ngày 30 tháng 4
để tham dự chương trình tưởng niệm 40 năm quốc hằng. Sao với cái phóng sự của Vũ Nhân mới gửi về? À, rất là hay, rất là thực tế. À, anh Vũ Nhân phải nói là phóng sự rất là thành công. Tôi khoái cho là anh phỏng vấn đủ thành phần trong xã hội ấy. Một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một bà nội trợ và một cô gái cái giới trẻ, thế hệ trẻ sinh ra lớn lên tại bên ngoài Việt Nam. Và anh cũng nhắc đến những cái gọi là background của cái ngày 30 tháng 4. Tôi thấy là cái này nó nhắc nhở chúng ta nhiều lắm trong cái ngày 30 tháng 4 này. Và anh cũng nhắc cái chuyện là chúng ta phải ký vào cái thỉnh nguyện thư. Đó. Thì nhân tiện nói quý vị luôn là có 3 cách để ký thỉnh nguyện thư. Và quý vị sau khi ký rồi bây giờ quý vị làm sao? Kêu gọi những người trong nước, bà con mình á, bà con mình hay là bạn bè trong nước ký rất quan trọng, là bởi vì cái thỉnh nguyện thư này nếu mà mình đưa cho quốc tế coi thì họ thấy ồ, chỉ có người bên ngoài ký, bên trong không thấy ký. Thế tức là bên trong có nghĩa là bên trong là tự do dân chủ nhân quyền đã ok. À, thành thử ra đó, nó sẽ không có giá trị mấy nếu mà có những người trong nước ký. Thành ra chúng ta phải khuyến khích người nhà, bạn bè chúng ta trong nước ký cho cái này. Nó càng có nhiều người trong nước ký nó càng có cái thay đổi dễ hơn. Và cái người ngoại quốc, các vị ở Liên Hợp Quốc họ nhìn vào thì họ mới thấy là ồ, cái này đúng là nó có vấn đề trong nước. Thì có 3 cách quý vị. Thứ nhất là gọi vào đài SPDN qua số điện thoại là 714-636-1121, 714-636-1121. Quý vị có thể chỉ cần đưa cái tên của người Việt Nam, gia đình của quý vị thôi là vẫn có người làm cho quý vị được. Không nhất thiết phải có người từ Việt Nam gọi qua, mà quý vị có cái tên đó là ok. Trường hợp thứ hai, quý vị có thể vào trang web của đài SBTN là sbtn.tv. sbtn.tv, khi quý vị vào đó quý vị sẽ thấy có cái hình We Are One, nó click vào đó thì nó dẫn qua cái đường link. Trường hợp thứ ba là quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua cái địa chỉ email là sbtnmorning@sbtn.tv, mà quý vị hay gửi cho anh em chúng tôi trong phần gọi là thắc mắc đó, sbtnmorning@sbtn.tv, thì chúng tôi reply lại cho quý vị cái link đó ngay lập tức để quý vị ký vào. Thì xin kêu gọi quý vị như vậy để chúng ta tiếp tục ký cái thỉnh nguyện thư này cho nó càng đông càng tốt. Mà nên nhớ là ở trong nước ký càng nhiều càng tốt, cái đó là quan trọng, đúng không Long? Vâng, thưa quý vị, chúng ta hải ngoại này năm ngoái người ta đã thống kê là hải ngoại này gửi về Việt Nam 12 tỷ đô la. Vâng. Thì vì trong khi quý vị gửi tiền về Việt Nam, chúng ta kêu gọi những người Việt Nam coi như là ký thỉnh nguyện thư để mà lên tiếng về cái đòi hỏi để có cái quyền tự do dân chủ cũng như có nhân quyền ở tại Việt Nam. Và đó mới là cái tiếng nói mạnh để cho các tổ chức quốc tế thấy rằng ở Việt Nam hiện nay dân chúng đang đòi hỏi nhân quyền. Xin quý vị vẫn tiếp tục với bản tin của SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.